하이펜서 스튜디오. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay bạn đã quay trở lại. Và ngày hôm nay bạn đã mang đến một câu chuyện về một nàng công chúa rất là nổi tiếng. Đó là công chúa gì mà bạn đoán thử nha? Có một số bạn đang đúng rồi đúng không? Chính xác đó chính là công chúa ngủ trong rừng. Còn bạn chỉ là công chúa ngủ trong nhà thôi các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện công chúa ngủ trong rừng nha. Ngày xưa có một ông vua và một hoàng hậu rất là hiền lành, nhưng mà chẳng hiểu tại sao chẳng có một mụn con nào hết đó các bạn. Không có một đứa con nào luôn. Thì tới một hôm thì hoàng hậu mới đi dạo ngoài vườn, vô tình gặp chú ếch. Chú ếch này đã nói với hoàng hậu là trong năm nay bà sẽ hạ sinh được một nàng công chúa. Và quả nhiên là nó hiệu nghiệm. Ngay trong năm đó thì hoàng hậu đã sinh được một cô công chúa. Và lúc đó thì cô công chúa rất là dễ thương, bụ bẩm và kháu khỉnh, ai nhìn cũng thích hết. Và nhà vua mở tiệc linh đình và mời các bà mụ tới. Lúc đó có tới 13 bà mụ lận, nhưng mà nhà vua và hoàng hậu chỉ có 12 bộ chén nĩa bằng vàng thôi, nên là chỉ có thể mời được 12 bà. Như vậy có một bà mụ đã không được mời đến bữa tiệc ngày hôm đó. Thì khi mà đem công chúa ra trong cái bữa tiệc, mà trời ơi các bạn tưởng tượng một bữa tiệc lớn tới mức nha, mà bong bóng treo ở khắp nơi luôn nha, dây kim tuyến nè, rồi tất cả những cái vàng bạc lấp lánh á đều được sử dụng, và xung quanh giống như kiểu là lấp lánh sáng mà đẹp lắm luôn á các bạn. Thì lúc đó giây phút quan trọng nhất là lúc mà các bà mụ chúc cho nhà công chúa những cái điều tốt đẹp nhất. Bây giờ cái nhà vua với lại hoàng hậu vừa mới bế công chúa ra, thì lần lượt từng bà mụ lên chúc. Có bà thì chúc cho công chúa xinh đẹp tới mức ai nhìn cũng phải yêu. Có người thì chúc cho nàng công chúa sẽ có một làn da trắng mỹ miều. Có người thì chúc cho nàng công chúa sẽ thật là hạnh phúc. Và lần lượt tới người thứ 11 vừa mới chúc xong, thì bỗng nhiên ở ngoài cửa có một bà mụ tới, một bà mụ khác xuất hiện. Đây chính là bà mụ không được mời các bạn. Bà xuất hiện ở đây thì bà quá tức và bà cảm thấy bị xúc phạm khi mà mình không được mời cái bữa tiệc này. Và bà đã hầm tới kế bên công chúa và nói: năm 15 tuổi nàng công chúa sẽ bị cái kim trong máy giật sợi đâm vào tay và chết đi. Trời ơi các bạn ơi, nếu như vậy có nghĩa là tới năm 15 tuổi thì nhất định nàng công chúa sẽ bị chết đó các bạn. Tại vì lời của các bà mụ chúc thì sẽ trở thành hiện thực. Và lúc đó thì bà mụ này bỏ đi. Và vua với lại hoàng hậu lo sợ và khóc hết nước mắt luôn. Nhưng mà may sao tới lúc này thì còn bà mụ thứ 12 chưa chúc. Là hồi nãy mới có bà mụ thứ 11 chúc thôi, thì gặp bà mụ không được mời đã đi vào. Nên là lần này tới bà mụ thứ 12 chúc. Để gỡ gạc lại cho lời chúc hồi nãy, thì bà mụ thứ 12 đã nói là cô công chúa sẽ không chết, cô chỉ ngủ một giấc ngủ trăm năm mà thôi. Và để tránh cái điều đó các bạn, thì ngay sau cái bữa tiệc đó là nhà vua với lại hoàng hậu không cho một người dân nào của vương quốc của mình được phép dệt sợi nữa. Tất cả các máy dệt sợi đều phải đem giấu hết luôn, và không có một người nào làm nghề dệt sợi nữa luôn các bạn. Nhưng mà chuyện gì đến cũng phải đến. Năm nàng 15 tuổi thì lúc đó nhà vua và hoàng hậu có công việc phải đi sang một nước khác. Thì lúc ở nhà công chúa mới đi trong cái tòa lâu đài của mình, khám phá từng phòng một. Thì đến cái phòng cao nhất, ở trên một cái tòa nhà cao nhất luôn, có một bà cụ đang ngồi dệt sợi. Cái nàng công chúa mới mở cửa ra, dù khóa rất là chặt nhưng nàng công chúa vẫn tìm chìa khóa mở ra, đi vào và hỏi: bà ơi, bà đang làm gì thế? Thì bà cụ mới nói: ta đang ngồi dệt sợi. Nàng công chúa mới nói là: ôi, cái gì nhảy thăng thắt thế kia? Tại vì đây là lần đầu tiên mà nàng công chúa nhìn thấy cái máy dệt sợi các bạn. Thì nàng công chúa vừa chạm tới thì y như là lời chúc của bà mụ tức giận, thì một cái kim đâm vào tay của công chúa và công chúa nằm xuống ngủ thiếp đi ngay lập tức. May là bà mụ thứ 12 đã chúc là công chúa ngủ á nha, chứ nếu không là lúc đó là công chúa đã chết rồi. Nhưng mà vì cái lời chúc của bà mụ thứ 12 nên lúc này công chúa chỉ ngủ thôi. Khi mà công chúa ngủ thì tự nhiên cả tòa lâu đài cũng lăn vào giấc ngủ luôn. Những đầu bếp cũng không còn nấu nướng nữa, thịt để trên bếp than cũng không xèo xèo nữa. Những chú chim bồ câu đang đậu trên mái cũng nằm xuống ngủ. Những bạn chó tam thể đang canh nhà cũng nằm xuống ngủ. Và vua với hoàng hậu trở về cung điện của mình, vừa mở cửa ra thấy khung cảnh đó lập tức cũng chìm vào giấc ngủ. Và cứ như vậy, cỏ mọc xung quanh lâu đài và từ từ bao trùm lấy lâu đài, thành một cái lâu đài bằng cỏ lớn thiệt là lớn. Và mọi
lâu đài đó thì không có buồn ngủ. Mọi người đồn là trong lâu đài đó có một đóa hồng xinh đẹp tuyệt trần đang ngủ, đó chính là nàng công chúa. Và cũng từ giây phút đó người ta gọi công chúa là công chúa hồng hoa đó các bạn. Thì cũng có nhiều hoàng tử nghe tới câu chuyện này tới, nhưng mà không có phá được những cái dây gai đã mọc bao phủ lấy cung điện, nên là những chàng hoàng tử này cũng rất khó phục. Nhưng sau đó thì đến 100 năm sau, có một chàng hoàng tử nghe tới câu chuyện này, và lúc này hoàng tử nói: con không sợ, con nhất định sẽ đi đến đó để tìm gặp công chúa hồng hoa xinh đẹp. Thì đến lúc này thì hoàng tử đi tới, dùng hết sức của mình vượt qua được những cái hàng dây gai rất là đau á các bạn, mà hoàng tử vượt qua. Đến lúc này thì cũng đã vừa hết thời hạn 100 năm của giấc ngủ công chúa rồi. Thì hoàng tử đi vào tìm thấy công chúa và mọi người đang ngủ. Hoàng tử cúi xuống và hôn nhẹ lên môi của công chúa. Ngay khi mà vừa có cái nụ hôn đó các bạn, thì mọi thứ dường như bừng tỉnh lại, và công chúa hồng hoa mở mắt tỉnh dậy, hoàng thượng, hoàng hậu và tất cả mọi người đều tỉnh dậy các bạn. Những chú chim lại tiếp tục hát ca, những chú chó thì vẫy đuôi vui mừng, và những cái hàng dây gai mà đã bao phủ lấy cái cung điện lập tức rút lại, giống như kiểu một phép màu ở trên phim á các bạn biết không. Tất cả mọi thứ rút lại và trả lại về một tòa lâu đài bình yên như trước. Và đến đây thì các bạn cũng thấy rồi đó, là công chúa hồng hoa đã tỉnh dậy rồi, và cô đã sống hạnh phúc bên hoàng tử tới cuối cuộc đời. Và đó chính là câu chuyện công chúa ngủ trong rừng. Các bạn ơi, đây là một câu chuyện rất là dễ thương đúng không? Nhưng mà vàng cũng hơi sợ, tại vì bà mụ thứ 13 như vậy thì hơi đáng sợ đúng không các bạn? Tuy nhiên á, là đúng ra thì hoàng thượng và hoàng hậu nên làm thêm một bộ chén dĩa nữa.